mong có sẽ nên người đã có bố đây rồi, bố sẽ trở thành ông bố hoàn hảo, ông bố hoàn hảo. Ông bố hoàn hảo là một chương trình mà Nghĩa rất là thú vị khi mà tham gia là người dẫn dắt. Bởi vì khi đến với chương trình này thì mình gặp gỡ các gia đình nghệ sĩ cũng đều là những người em, những người bạn bè đồng nghiệp của mình hết. Và quan trọng là mình tìm hiểu để mình biết được cuộc sống của họ như thế nào. Nhiều khi là trong công việc chỉ nói chuyện với nhau về công việc thôi, ít có tìm hiểu và quan tâm nhau về cái cuộc sống riêng của các bạn ấy. Cho nên là đến đây thì được nghe các bạn ấy chia sẻ và qua đó mình cũng học được rất là nhiều những cái kinh nghiệm trong gia đình. Rồi bên cạnh đó thì các bạn sẽ được tiếp thu thêm những cái kinh nghiệm sống hoặc là kinh nghiệm chăm con cái từ các vị trong ban cố vấn và những câu hỏi, những kiến thức mà chương trình đưa ra. Và một cái điều đặc biệt ở chương trình này là ở cái vòng cuối cùng khi công bố tham gia giải quyết tình huống á, thì đây là một trong những cái vòng thi rất là hấp dẫn, bởi vì công bố phải dựa vào kinh nghiệm bản thân, dựa vào vốn sống tích lũy của mình để có thể đưa ra cái cách giải quyết tình huống làm sao cho nó hợp tình hợp lý và nó thuyết phục nhất. Và đó cũng là một cái điều để cho tất cả quý vị khán giả, những đôi vợ chồng trẻ nào đang xem chương trình á, cũng có cho mình những cái bài học kinh nghiệm để có thể chăm sóc gia đình mình, đặc biệt là chăm sóc các con, hướng dẫn và dạy dỗ các con một cách tốt nhất. Cho nên đến với mùa thứ ba trong vai trò là người dẫn chương trình đại diện, thật sự rất là vui khi đứng ở vị trí này. Lần này khi mà quay trở lại thì thấy là chương trình nói chung là có những cái sự đổi mới nhẹ trong phần trò chơi, trong phần tiểu phẩm cuối cùng á, thì thành ra là giống như là rất là tinh khôi luôn á, thích. Và bây giờ thì lúc quay cũng vậy, lúc quay rất là gọn gàng này, nhanh mà nói chung là các đội chơi họ làm như họ đã xem nhiều á, họ xem nhiều rồi, cho nên các đội chơi họ rất là nhanh nhẹn trong từ tất cả những cái thử thách của chương trình đưa ra. Năm nay thì là tôi lại không bị đóng nít nữa mà tôi đi đóng vợ. Trời ơi là trời, mà vợ là toàn đóng vợ của những đứa nó gọi mình bằng cô, bằng cô bằng mẹ nữa. Thành ra là khi mà mình lên nó cũng muốn, nó không biết mình đóng cái gì cả, nhưng khi mình gọi tên nó một cái là nó dạ liền. Nó vui, hôm nay tình huống vui lắm. Khi mà chương trình trở lại mùa 3 này thì trong lòng anh cảm thấy rất là hứng khởi và rất là mong là quý vị khán giả sẽ luôn luôn yêu mến cho chương trình Ông Bố Hoàn Hảo mùa 3. Ở chương trình Ông Bố Hoàn Hảo thì anh thích nhất là cái phần mà game vận động. Chương trình đã có một sự đầu tư rất là lớn. Mỗi một lần mà chuyển qua cái vòng 2 là thấy mọi người set up cực kỳ là lâu luôn. Chờ thì cũng thật sự là hơi mệt đó. Nhưng mà cái lúc mà mình nhìn thấy được cái set nó lên, nó hoành tráng như vậy á, và cả khách mời nữa, khi mà họ thấy được cái sự chuẩn bị chỉnh chu của mình thì họ cũng cảm thấy rất là thích. Nói chung là khi vào cuộc chơi rồi thì Tấn Ben nó có một cái điều là không tự tin là mình góp ý những cái chuyện mà phận làm bố mà, cho nên là có những cái chi tiết đó của phụ nữ người ta nắm hơn. Còn Tấn Beo thì phận đàn ông, cho nên là cũng không nắm tỉ mỉ bằng phụ nữ. Vì thế nhưng mình cũng có một chút gì kinh nghiệm. Khi vợ mình mang thai rồi sinh con thì mình cũng có một tay trợ giúp cho vợ mình chứ. Thì mình từ đó nhiều đứa thì mình sẽ rút ra được kinh nghiệm. Thì đến với chương trình Tấn Beo cũng có những kinh nghiệm nào đó thì mình san sẻ lại cho mấy em, để mấy em có một kinh nghiệm sau này khi có con, sinh con rồi lớn lên dạy con như thế nào để cho nó tốt hơn. Thì điều đó Tấn Beo rất là vui và tham gia liền, không có gì mà đắn đo. Cho nên là Tấn Beo rất là thích chương trình Ông Bố Hoàn Hảo. Rất là nhiều năm qua mà anh chưa tham gia một chương trình nào với cả một cái format mà hài hước, mà có nhiều những cái tương tác như thế này, nên là ngày hôm nay đầu tiên là rất ngỡ ngàng, hôm sau là rất là vui khi mà ngồi đây ngồi cùng nói chuyện và tung hứng với cả chị Vân, với anh Long, với cả các bạn thí sinh. Thì cho nên là rất là vui khi đến cái chương trình Ông Bố Hoàn Hảo. Nhà anh thấy rằng là rất là hồi hộp, không biết là các bạn sẽ phải làm gì với những cái đạo cụ ở đây. Có khả năng các bạn phải lăn lê bò toái, các bạn phải trèo, phải nhảy qua các bục hay không mà anh không biết. Có vẻ như là hành trình làm ông bố hoàn hảo có vẻ phức tạp quá ha. Vân cũng mong là mọi người hãy đón nhận chương trình, bởi vì đây là một chương trình theo Vân, ngoài cái giải trí ra thì nó là một chương trình mà mình gọi là mình cập nhật về kiến thức rất là nhiều, nhất là những bà mẹ đang chuẩn bị có ý định làm mang thai. Bản thân Vân cũng vậy, khi mà Vân tham gia chương trình này thì là Vân thấy là mình cập nhật lại rất nhiều những cái kiến thức mà mình đã quên. Để mà mình có thể giúp con gái mình nuôi cháu.
Đó, mọi người ơi, mọi người hãy đón nhận chương trình Ông Bố Hoàn Hảo phát sóng hàng tuần vào lúc 20:30 thứ tư trên kênh VTV3.